Dạ em xin kính chào đại gia đình nha. Chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn thì phát tài và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà, đây là mình đi cung đường mới từ Cà Ná về Mũi Dinh về Ninh Chữ. Và cả nhà đi, nếu đi ngược lại thì từ Ninh Chữ về Mũi Dinh về Cà Ná đi cung đường ven biển nha cả nhà. Đẹp lắm cả nhà ơi, và đường trống nữa, thay vì mình đi từ trong quốc lộ từ ở Bình Thuận đi ra tới Cà Ná mình quẹo phải vô đây á, thì nó rất là trống đường, không có xe nhiều. Mình đi quốc lộ 1 đi thẳng về Phan Rang thì xe rất đông và đi tốc độ chậm hơn là đi đường trống trong Mũi Dinh, và cảnh nó cũng rất đẹp. Cả nhà theo chân mình để ngắm cảnh đẹp của Cà Ná, Mũi Dinh, Ninh Chữ nghe cả nhà, cung đường ven biển cả nhà, đẹp tuyệt vời. Dạ thì mình đi từ Liên Hương của Bình Thuận á cả nhà, mình đi ra hướng về Nha Trang là mình đến eo Cà Ná, xong rồi mình đến đèn đỏ đầu tiên, vừa qua eo Cà Ná là đến đèn đỏ đầu tiên, là đó là vào cảng cá Cà Ná 2. Và nó có bảng mũi tên chỉ vào là khu du lịch Mũi Dinh. Cả nhà quẹo phải vào đi cung đường mới này, cung đường biển này cả nhà, rất là cảnh rất là đẹp, view rất là lý tưởng. Và đường ít xe, mình đi tốc độ đúng tốc độ quy định vẫn nhanh hơn là đi ngoài đường quốc lộ 1 nha cả nhà. Vì quốc lộ 1 thì xe rất đông, mình chạy mình trả số thắng rồi về số hoài nên nó rất chậm. Rồi đi đường ven biển này thì đi thông ngoài luôn, không có lâu lâu mới vướng chiếc xe lại mình thắng lại chút thôi, chứ là đường rất trống và cảnh rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà thì nếu có đi thì đi đường này nha cả nhà, đi thử một lần rồi sẽ biết nha cả nhà ơi. Và đó cả nhà thấy không, mình đổ cái dốc này là mình sẽ thấy được một cái cảnh rất là tuyệt vời, đó là núi rừng trùng điệp luôn cả nhà. À, cả nhà thấy rất lý tưởng nha cả nhà. Đường thì trống nè, đồi núi chập trùng nè. Dạ và đây khu lịch vườn hoa Mũi Dinh nha cả nhà. Đây có những xe đặc chủng để chở mình đi vào những đồi cát nè. Ở đây đồi cát này giống đồi cát bay của khu vực Hòa Thắng đó cả nhà. Đó có những chiếc xe đặc chủng nè. Đó cả nhà thấy không? Những đồi cát đó lý tưởng thiệt cả nhà. Nhìn thấy đẹp mức mắt luôn ha. Đây những cái một trong những điểm đẹp của cái cung đường này đó cả nhà. Và đây cả nhà thấy không, hiện ra một sa mạc cát rất dài, rất tuyệt vời cả nhà ơi. Bên đây mặt mình là bên đây Mũi Dinh đúng không? Đúng. Lên dốc xuống là bên kia Mũi Dinh này. Thank you.
Vĩnh Hy, Ninh Chữ. Quá tuyệt vời. Nếu mình đi từ trong Long Hương, Liên Hương, Bình Thuận đi ra tới Cà Ná thì tới đèn đỏ đầu tiên quẹo phải đi vào cái cung đường này, còn từ ở Ninh Chữ thì cứ đi thẳng về là theo ven biển là đi vào được đèn đỏ, ngược lại và xuôi chiều thôi, giống nhau. À, tới đèn đỏ rồi nè, nhà thấy không, trước mặt là đèn đỏ rồi, đang ra quốc lộ 1 rồi đó. Nếu mà mình đi từ quốc lộ từ hướng Bình Thuận đi ra thì tới cái eo biển Cà Ná, xong rồi vừa hết eo biển Cà Ná đến cái đèn đỏ này là đèn đỏ đầu tiên. À, để chữ cảng Cà Ná 2 chỉ vào khu lịch Mũi Vinh, cả nhà quẹo phải vô thôi, chạy thẳng theo con đường này 39 số là tới Ninh Chữ.